chiếc xe của bên em giá rẻ như là những mẫu xe hạng A, như là chiếc xe Kia Morning luôn. Thế mà để mà nói công nghệ của chiếc xe này và độ hiện đại cũng như độ đẹp của chiếc xe này thì nhiều con xe vài tỷ đồng không bằng các bác nhá. Em sẽ chứng minh cho toàn thể các bác biết chiếc xe của em nó hiện đại như thế nào. Vâng, cái cốp nó sẽ động, cốp sẽ tự động đi lên nhá. Em sẽ bảo cái cốp nó đi lên đi. Vâng, cốp đi lên xem nào. Vâng, cốp sẽ tự động đi lên. Các bác nhìn xem nhá, bắt đầu đi lên rồi, bắt đầu mở lên cho các bác xem rồi. Không có ai ở bên trong đâu các bác nhá, tự động lên đấy ạ. Vâng, bây giờ thì sẽ cho các bác mình xem nó tự động nó đi xuống. Vâng, đi xuống ạ. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ, nó đã đi xuống rồi. Và còn rất nhiều tính năng khác, ví dụ như kính này nữa. Cái kính này nữa các bác nhá, kính này nó cũng sẽ tự động nó đi xuống. Các bác nhìn này, kính đi xuống này, đi xuống chưa ạ? Đấy, các bác nhìn xem ạ, hai kính trước đã được hạ xuống rồi, không có ai ngồi bên trong đâu các bác nhá. Nhiều người thì bảo có ai ngồi bên trong, không phải đâu. Đấy, chứng minh được cho các bác mình thấy độ hiện đại của con xe này. Và kể cả những cái bậc bệ bước lên bước xuống đây nữa, nó cũng sẽ tự động nó đi ra, bậc bệ bước ra bước vào đi ra. Đấy, vâng, nó tự động đi ra các bác nhá, tự động mở. Và đây là kính tự động đi lên nhá. Các bác xem này, kính tự động đi lên, đi lên chưa ạ? Đấy, hay chưa ạ? Quá hay đúng không ạ? Quá hay luôn. Vâng, hôm nay thì nhiên hoa các bác ạ. Và còn rất nhiều công nghệ nữa được thiết kế lắp đặt ở trên cái chiếc xe này. Em mời các bác mình cùng đón xem trong vòng hơn chục phút đồng hồ các bác nhá. Bác nào quan tâm đến chiếc này liên hệ bên em bán giá rẻ cho. Vâng, hơi rẻ một tí, hơi còm tí ạ. Các bác nhìn xem này, đèn full nét luôn các bác nhá, là dọc đúc, lốp dày, phanh đĩa, phanh ABS, chống trơn trượt các thứ đầy đủ, cảm biến rất là nhiều vị trí các bác nhá. Gương cụp tự động, có sinh nhan báo rẽ trên gương và có camera 360 độ được thiết kế xung quanh xe các bác nhá. Cũng như là cái vị trí này các bác nhá, cửa tự động hít vào. Đây, em sẽ cho các bác nhìn xem tự động hít vào nhá. Đây, em đóng hờ hờ, các bác nhìn thấy không ạ? Nó tự động nó hít vào rồi. Và cái bậc bệ bước lên bước xuống này, khi mình mở nhá, khi mình mở thì nó sẽ hé ra. Và khi mình đóng lại, đóng lại thì cửa sẽ hít. Và bệ bước này nó sẽ tự động nó co lên các bác nhá, tự động co lên rồi đúng không ạ? Bốn cánh đều như vậy các bác nhá. Dạ vâng, chỗ này có nút bấm, bấm điện tử đây, bấm điện tử không cần phải rút chìa khóa ra, bấm vào đây thôi tự động khóa và tự động mở các bác nhá. Chỗ này có một chỗ để cho mình thấy được là chiếc xe này nó có cái chế độ đèn nếp. Nội thất bên trong thì sao? Nội thất bên trong của chiếc xe đây, thiết kế nội thất hai màu, màu kem và là màu lâu. Đấy, màu lâu da bò. Đây các bác nhá, hiện đại chưa ạ? Rất nhiều chức năng ở cái phần tắp đi kênh cửa này, cũng như là phần vô lăng, phần táp lô, rất nhiều các bác nhá. Đấy, chỗ này có ghế điện này, ghế da xịn cao cấp nguyên bản theo xe các bác nhá. Và có một chức năng khá hay ở trên chiếc xe này nữa, đấy là chiếc xe có cần số điện tử thụt thò. Đấy nhá, đây là cần số của chiếc xe tròn tròn này này các bác này. Khi mà nổ máy thì cái cần số này nó sẽ tự động nó thò lên. Đây em sẽ nổ máy cho các bác xem, ấn vào nút để khóa thông minh start top này thì cái cần số này nó sẽ tự động thò lên nhá. Đấy, hay chưa ạ, tuyệt vời chưa ạ? Đấy, rất hiện đại luôn. Như em cũng đã nói là nhiều con thậm chí vài tỷ không hiện đại một con này luôn. Tắt máy thì nó sẽ cụp xuống các bác nhá, nó sẽ hạ xuống. Dạ vâng. Còn đây chính là cái phanh tay của chiếc xe, cũng là phanh tay điện tử luôn. Màn hình Android cỡ lớn loại to xịn nguyên bản theo xe đây này các bác này. Đấy, nguyên bản theo xe các bác nhá. Và có rất nhiều ứng dụng được thiết kế ở trên cái màn hình này. Có cả YouTube đây các bác nhìn xem không ạ. Đấy, có cả cái chỗ xếp vào đây để cho mình tải ứng dụng này. Và hệ thống điều hòa của xe cũng là hệ thống điều hòa điện tử được làm ở đây nhá. Khi bấm vào đây, đây mình có thể tăng giảm gió cho chiếc xe này. Đây mình có thể chỉnh mặt này, chỉnh bất cứ đâu các bác nhá. Đây là nhiệt độ này, đây nhiệt độ đây các bác nhá. Mình có thể tăng giảm nhiệt độ tùy theo sở thích. Đấy, và gió trong gió ngoài, sấy kính các thứ này, nói chung là toàn bộ có thể điều khiển kiểu điều khiển ở trên cái màn hình này được các bác nhá. Đấy, tắt đi rồi ok, trở về màn hình chính. Rất hay, còn rất nhiều chức năng nữa được thiết kế ở trên cái màn hình này các bác nhá. Còn đây chính là cái nút để khóa thông minh start top của chiếc xe. Còn đây là những cái vị trí cửa gió chiếc xe thì các bác thấy là có bọc viền inox rồi đúng không ạ? Con này máy của nó được thiết kế máy của hãng Mitsubishi Nhật Bản 2.0 turbo các bác nhá. Vâng, còn rất nhiều chức năng nữa đây các bác cùng xem. Cái đồng hồ này cũng là đồng hồ điện tử luôn.
hiển thị rất là nhiều giao diện. Đây em cho các bác mình xem một số giao diện khác. Đấy, mình bấm đây nhá, bấm đây để đổi giao diện nhá. Đấy, bấm đây để mình chuyển giao diện. Đấy, các bác thấy không ạ? Đây em bấm đây là chuyển giao diện khác rồi, hoàn toàn bằng điện tử luôn. Và hiện tại em đang nổ máy thì vòng tua của nó lên đến gần 1.000 đúng không ạ? Và km của chiếc xe đâu ạ? Đây em sẽ cho các bác. Chiếc này có mấy vạn thôi các bác nhá. Đâu nhỉ, em bấm nút nào để ra km được xe nhỉ? Vâng, anh em chưa biết ấn nút nào để ra km đây. Đợi em một tí nhá. Vâng, và đây các bác nhìn xem, vô lăng của xe rất mới. Tại vì là chiếc xe này đi ít mà, xe có mấy vạn thôi mà, cho nên là vô lăng còn rất mới nhá. Các bác nhìn xem. Đấy, vô lăng của xe được bọc bằng da xịn nguyên bản theo xe màu nâu. Đấy, chỗ này thiết kế có phím điều khiển này. Bên đây cũng thế, điều chỉnh âm thanh ở đây ạ. Điều chỉnh âm thanh đây, loa âm thanh này nghe cực kỳ hay phê rồi các bác nhá. Và chỗ này đấy ạ, cái cần này là cần đi ga tự động cruise control ở chiếc xe. Không cần đạp chân ga, chỉ cần bấm vào đây thôi thì có thể là điều khiển được cái chiếc xe này đi các bác nhá. Còn đây là chỉnh đèn này, còn đây là gạt mưa này, gạt mưa trước, gạt mưa sau, rồi phun kính, phun nước kính các bác nhá. Còn chỗ này đấy ạ, có thiết kế thêm một số chức năng nữa, đây là tăng giảm độ đèn sáng tối, đấy khóa trẻ em và mở cốp, ấn đây, cốp có tự động lên và tự động xuống các bác nhá. Rất nhiều chức năng khác nữa ở trên chiếc xe này. Và cũng đã có thêm một cái cam hành trình loại xịn rồi, có thể là báo cung đường cho bác mình luôn. Đăng kiểm tháng 4 năm 2024, rất dài. Và có cửa sổ trời panorama toàn cảnh các bác nhá. Đây, cửa sổ trời thì nó có thể là di chuyển rất là nhẹ nhàng như thế này. Đấy, cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Ghế bên đây cũng được trang bị ghế điện. Đấy, hai ghế đều trang bị được ghế điện các bác nhá. Nhưng mà ghế phụ đấy ạ, có thêm một nút đây nữa. Và có thêm một nút ở kia nữa các bác nhá. Ở chỗ này các bác thấy thì có một cái tì tay. Và mình có thể là mở ra hai phía như thế này. Và cốp ở bên trong này rất là rộng này, rất rộng luôn các bác nhá. Ấn đây này các bác này. Chỗ này là một cái vị trí cho mình đựng nước, đựng đồ. Ở trong đây có cổng điện ra 12V, nó là hai cổng và có cổng nghe nhạc USB AUX các bác nhá. Và đây ạ, nút này chính là nút để mình ấn cam 360 độ cho chiếc xe. Đây em ấn cho các bác xem đây này. Ấn nút này nhá. Ấn đi, ấn luôn. Ấn luôn. Thì các bác thấy là cam 360 độ đã hiển thị ở trên màn hình rồi. Có thể nhìn xung quanh xe bằng cái màn hình này các bác nhá. Ở chỗ này thì các bác thấy nào, có nút mở ra để cho mình lấy đồ bên trong. Và đây là chính là cái quyển sách hướng dẫn sử dụng của chiếc xe, sổ bảo hành nữa các bác nhá. Và ấn nút này đấy ạ, thì mở ở trên, ấn nút dưới mở dưới, ấn nút trên mở trên các bác nhá. Ở chỗ này thì các bác thấy là có túi khí an toàn này. Và đây là táp lô xe bằng chất liệu da, các bác nhìn xem rất là sang trọng đẳng cấp. Đúng không ạ? Và túi khí an toàn ở đây nữa, rất nhiều, có trên túi, có 10 túi khí an toàn các bác nhá, 10 túi khí an toàn cho chiếc xe này. Và chỗ này có gương chống chói và mình có thể bấm đây để mình sấy này. Và chỗ này đấy ạ, chỗ này nữa nhá. Đây, đèn này là dạng đèn led, khi mở ra nó sẽ sáng như này các bác nhá. Vâng, đây cũng là đèn led luôn này các bác này. Đấy, cũng là đèn led luôn nha các bác. Trần của xe nó là trần lý. Rất nhiều chức năng, tản đây chưa hết được những chức năng của chiếc xe luôn. 10 phút đồng hồ rồi mà chưa hết được các bác nhá. Sàn của xe thì ở dưới nó là nền đỉ và trên này thì cũng đã được lót thêm một cái tấm 5D bên trên rồi. Vâng, hiện tại em đang nổ máy, bây giờ sẽ tắt máy đi nhá. Tắt máy cho nó đỡ tốn xăng. Rồi ok ạ. Còn rất nhiều chức năng khác ở trên mẫu xe này. Em mời các bác mình xem trong vòng là hơn chục phút đồng hồ nhá. Bây giờ thì em sẽ mở toàn bộ cánh ra để cho các bác thấy về nội ngoại thất của chiếc xe này thiết kế ra làm sao. Đi em quay cả máy nữa. Máy của xe này là máy Mitsubishi Nhật Bản 2.0 các bác nhá. 2.0 thì chiếc xe này nó tầm khoảng 10 lít, gần 10 lít trên 100 km thôi. Biển 19, gốc ở thành phố, các bác mua về thành phố, mua về Hà Nội, Sài Gòn không mất chi phí tiền biển số đâu. Và đây chính là cái phần đầu của chiếc xe. Các bác nhìn xem, đầu của chiếc xe này thiết kế nhìn như là những cái vì sao, những cái hạt kim cương được thiết kế ở phần mặt nạ ga lăng này, nhìn như là những vì sao luôn. Mẫu này của em được mang tên là Joyty Z8, sản xuất năm 2018, đăng ký 2019, số tự động. Số tự động 5 chỗ gầm cao form sup nhập khẩu trước China các bác nhá. Vâng, bây giờ thì em sẽ quay gần ở vị trí này cho các bác thấy. Đây có mắt cảm biến này và đây cũng có mắt cảm biến này. Cảm biến để cho mình khi mình đến một gần một cái vật gì đấy sẽ báo cho mình biết là mình không tiến nữa các bác nhá. Đây là cảm biến an toàn chống va chạm. Đèn của xe nó là đèn full led luôn, bên trong có quả bi cầu các bác nhá. Đấy, full led luôn. Nước sơn zin của xe còn rất là nhiều. Tôn vỏ cứng dày và chạy dòng thế này chạy rất là sướng, chạy rất chắc luôn. Và hiện tại em đang có một đôi như thế này các bác nhá. Một con thì hiện tại em đang để đi. Đấy, và có con này nữa. Hai con liền cho mình chọn luôn. Các bác chọn một con em để đi Tết các bác nhá. Vâng, ở đây đấy, các bác thấy này.
có đèn led này, có camera ở đây nữa này, và camera trên đầu xe nữa các bác nhá. Còn cửa xe thiết kế là màu đen, có viền inox, gương này cục tự động, kính này là kính zin, bọc dán xung quanh hết rồi, kính không xước một tí nào luôn. Ở chỗ này ôm lốc, đây cũng ôm lốc các bác này này, đây ôm lốc các bác nhá. Vâng, kính của xe không xước, một chiếc xe còn quá mới, quá đẹp, một chiếc xe nhìn như là những cái xe vài tỷ, nhiều tỷ trên thị trường. Thế nhưng mà giá chỉ như là những mẫu xe phân khúc hạng A thôi, các bác có thể mua và sở hữu ngay nó rồi các bác nhá. Tết các bác mua chiếc xe này về đúng là hình tượng nó quá cao luôn rồi, đúng không ạ? Còn này năm nay chắc làm ăn được, sao mà mua được chiếc xe đẹp thế đúng không ạ? Kiểu gì cũng sẽ được nhiều người khen như vậy. Và na răng này mình có thể thiết kế đủ màu nhá. Đấy, riêng na răng thì mình có thể sơn thoải mái, không vướng một tí nào hết. Sơn 7 màu cầu vồng cũng được các bác nhá. Đấy, phanh đĩa 4 bánh các bác nhìn kìa, 5 chỗ kép đúng không ạ? Em mời các bác xem. Đây, các bác nhìn xem. Phần mép cánh cửa của xe này thì cũng đã được dán gioăng rồi. Đây. Và tắp ni tắp nô của chiếc xe này thiết kế bằng hoàn toàn là đa phần là chất liệu bằng da xịn cao cấp các bác nhá. Các bác nhìn xem này. Đa phần là da xịn cao cấp luôn, chỗ này sơn vân đá. Chỗ này được mạ chrome, đây cũng mạ chrome rất sáng bóng này, chỗ này có loa và viền cũng được mạ chrome này. Chỗ này cũng thế này. Và đây các bác nhìn xem, bu lông ốc vít của xe vẫn được chấm sơn rất là sáng đẹp đây. Nóng trong cánh cửa đây, các bác nhìn xem nhá. Đấy, và loa đây. Đấy, chỗ này có một cái chỗ cho mình đựng đồ khi mình hé ra nó như vậy, rất rộng để cho mình đựng đồ luôn. Vâng, hay chưa ạ? Công tắc phím bấm kính cửa lên xuống đây. Cái này cũng lên xuống tự động các bác nhá. Cái bậc bệ này này, khi mình mở cửa nó sẽ hé, đóng nó sẽ co các bác nhá. Móc khóa đẹp chưa? Đấy. Sàn đây các bác nhìn xem, sàn nỉ ở dưới còn rất mới các bác nhá. Chỗ này ốp lốc này. Đấy. Ghế điện, công tắc ghế điện đây. Và cái form ghế các bác nhìn xem, nhìn như hoàng gia luôn, như một chiếc xe của như là một chiếc ghế, chiếc xe của những người chủ tịch người ta vẫn thường sử dụng đúng không ạ? Và đây có tút kiên toàn nhá. Cột này cũng có tút kiên toàn nhá. Răng này thì răng cao su có thêm một cái lớp nỉ bên ngoài để cho nó bền hơn. Riêng thêm một cái lớp nỉ là sẽ bền hơn rất nhiều các bác nhá. Táp lô đây. Form táp lô thiết kế nhìn rất đẹp, nhìn rất sang đúng không ạ? Nhìn rất sang đẹp. Đấy. Chỗ này là có một cái đèn 7 màu nhá. Nó có đổi màu. Đây các bác nhìn xem, vừa đỏ, vừa tím, vừa vàng, vừa xanh, các kiểu màu luôn. Có viền inox đây nữa này. Đấy, ra đây. Âm thanh nghe tuyệt vời luôn các bác nhá. Các bác mua mẫu này là đúng bài này. Và mẫu này nó lại bền nữa các bác ạ. Chạy lại sướng nữa. Đồ đạc phụ tùng thì lại nhiều, bởi vì là dòng này nó lắp máy, lắp số của hãng Mitsubishi mà. Mình có thể thay đồ của hãng Mitsubishi vào được các bác nhá. Những con xe máy 2.0 là máy nó sẽ giống nhau. Máy 2.0 của Mitsubishi, máy 2.0 loại này nó giống nhau các bác nhá. Thì em chỉ cho các bác mình xem cái động cơ của chiếc xe này nó đúng là có phải là máy của hãng Mitsubishi không. Đấy, thì em quay nhá. Các bác xem chỗ này đi ạ. Bốn cánh của nó đẹp đều, mới đều như nhau hết. Chỗ này thiết kế bằng kiểu là sơn vân đá này. Chỗ này bằng chất liệu da này. Chỗ này mạ inox này, loa đây này. Đấy, chỗ này có thêm một chức năng đấy là để cho mình gạt tàn thuốc lá đây các bác nhá. Đấy. Đây, chỗ này bằng chất liệu da và những cái vị trí tì tay này chưa bị xấu kém, chưa bị rách tí nào cả. Đấy, chỗ này có một cái chỗ này, đây nữa này. Đấy. Đây có loa nữa các bác nhá. Đấy, khe vách. Đây các bác nhìn xem đẹp chưa? Đây bu lông rất sáng mới này. Đây nữa này các bác nhìn xem. Rất sáng và rất mới này. Đấy, gioăng đẹp chưa này các bác này. Đấy, gioăng đẹp chưa? Gioăng đẹp chưa? Quá đẹp. Và một kèo zin nhá. Cam kết tới toàn thể khách hàng. Toàn thể các bác, xe bên em bán không lỗi tai nạn, đâm đụng, ngập nước, thủy kích đâu. Giấy tờ pháp lý chuẩn nhá các bác nhá. Con này của em máy số zin nhá các bác nhá. Đấy, chỗ này có thêm một chức năng nữa là để đồ đựng nước này. Tì tay đúng không ạ? Không thích co lên. Bộ ghế da của xe còn rất mới luôn các bác nhìn xem. Ngồi ít mà cho nên là ghế da còn rất mới các bác nhá. Và chiếc xe này có thiết kế thêm đấy là có một cái hệ thống điều hòa phía sau này nữa. Đấy. Chỗ này mình có thể chỉnh độc lập nhá. Đấy, chỉnh bằng điện tử độc lập ở vị trí này. Bấm đây. Đấy, hiện tại em tắt chìa khóa lên cho nên là không bấm được nhá. Chỗ này có chỗ để cho mình đựng đồ này. Cửa sổ trời hiện tại em mở ra một nửa rồi. Mở ra một nửa, mở đây là mở lý nhá. Còn cái cửa sổ trời bên trên em chưa mở đâu. Đấy, đây phía trên đây em quay góc xem này, cái lốc của xe đây. Đấy, cửa sổ trời đây. Ở trên có thấy có hai cái thanh giá lốc đúng không ạ? Thẳng tuột. Vâng. Ở một số vị trí viền ở dưới này thiết kế là màu đen, tăng độ hầm hố cho chiếc xe. Đẹp. Em thậm chí là thấy là đẹp hơn cả những mẫu xe Range Rover đúng không ạ?
theo đánh giá của em, theo cảm nhận của em và cũng rất nhiều người khác rồi, người ta bảo con xe này đúng nó đẹp hơn cả Land Rover thật, nhìn giống Land Rover hiện đại hơn cả Land Rover đời cao bây giờ các bác nhá. Những mẫu xe Land Rover đời cao bây giờ là không hiện đại bằng đâu. Vâng, các bác nhìn xem những cái đường gân, đường mép, đường khe, đường này các bác nhìn này, rất khít đều này. Chỗ này là ốp macrom, đây là ốp lốc, kính của xe không xước, bọc dán xung quanh rồi là không xước nữa các bác nhá. Đấy, đèn đây nó là đèn full nét luôn, và anh chủ trước cũng dán đổi thành màu đen, bác nào không thích thì mình bóc cái màu đen này ra mình để nguyên các bác nhá, bóc mình để nguyên. Và đây thì các bác thấy là có những cái mắt cảm biến chống va chạm đây này. Đấy, mắt cảm biến chống va chạm đây các bác nhá. Và cốp thì mình có thể để cho nó lên, có thể để nó xuống. Chỗ này có cần gạt mưa, có cái đuôi gió, có cái đèn phanh ở đây luôn này các bác này. Và mình có thể là cho cốp lên như này để mình xem cốp phía sau. Đây, khoang cốp rất to và rất rộng. Bí bí mình để mấy cái ghế đỏ ở đây mình ngồi được đây các bác này. Ghế đôn, ghế đỏ ở đây mình ngồi thoải mái nhá. Ở chỗ này các bác thấy là có cổng điện ra 12V. Chỗ này có một cái để cho mình lối sang bên kia. Đấy, mình chặn đồ đúng không ạ? Đây có loa nhá. Đấy, đèn đây nhá. À, các bác nhìn xem. Đây, có thêm một cái túi ở đây này các bác này. Đấy, và ghế này có thể gập lại xuống tạo thêm một cái giường ở khu vực này luôn này các bác này. Và cốp tự động lên, tự động xuống và mình có thể bấm vào đây này. Để cho nó đi xuống nha, đấy, đang đi xuống rồi này các bác này. Đấy, biển với cái biển số này bác nào không thích thì mình thay đăng ký thay biển số khác. Đấy, chính tên chính chủ mình luôn, ở khu vực tỉnh mình luôn các bác nhá. Phía sau thiết kế là có bô này. Đấy, nhìn rất hay. Và dưới này nhìn như kiểu là một đôi bô thể thao luôn đúng không ạ? Đây, và vị trí tiếp theo này nữa, các bác nhìn xem. Cái gioăng này. Đấy, những cái nhựa này. Những cái phần mép cửa này, anh chủ trước thiết kế thêm một cái gioăng này để cho cách âm, cách ồn và cách và đỡ bụi hơn các bác nhá. Nếu mà lắp như này nó sẽ đỡ bụi hơn. Cái gioăng này này. Cái gioăng này là gioăng lắp thêm. Và tất cả là zin hết các bác nhá. Gioăng này gioăng zin này. Muốn tập đi cái cửa này là nó đẹp, nó zin, nó mới, nó đẹp, nó sáng như nhau hết. Các bác nhìn này. Đây. Đây nữa. Đây nữa. Giống bên kia thôi. Đây có loa này. Tay mở cửa đây. Viền mạ chrome. Đây nữa, mạ chrome. Ở chỗ này có đèn nhá. Đèn đổi màu này. Loa đây. Âm thanh nghe rất tuyệt các bác nhá. Rất là tuyệt luôn. Lòng trong sơn zin. Móc khóa đẹp sáng. Gioăng không rách. Gioăng không xấu. Không rách và không xấu các bác nhá. Nội thất của xe rộng. Mình ngồi không bị gò bó, kích vướng các bác nhá. Đóng cửa lại này. Không cần phải đóng chặt đâu các bác, cứ đóng nhẹ nhàng nó tự động nó hít vào mà. Đấy, nó hít rồi đấy ạ. Hít chặt rồi. Đây là chỗ để xăng nhá. Kính của xe không xước các bác nhìn này. Ốp lốc đây. Viền mạ chrome đây. Đó, tiếp theo nữa. Hiện tại thì em đang quay cho các bác mình xem cái độ mới của chiếc xe. Còn những chức năng của xe thì em đã quay sơ sơ cho các bác mình biết rồi. Còn rất là nhiều chức năng khác thì các bác mình về tự tìm hiểu thêm nhá. Loa đây. Tay mở cửa đây. Ốp lốc đây. Gương kính điều chỉnh điện được nằm ở toàn bộ ở đây. Cũng là chốt cửa trung tâm nằm ở đây luôn các bác nhá. Chốt cửa trung tâm đây này các bác này. Và tất cả những nút bấm này nó chưa bị mòn mờ một tí nào cả. Cục gương tự động cũng nằm ở đây luôn. Chiếc xe này thì các bác có thể là mình về mình độ logo của hãng khác vào được các bác nhá. Đấy, các bác nhìn xem, vẫn châm sơn màu đỏ. Đây thì em đang tắt máy đi rồi. Đấy, bu lông ốc vít cánh cửa chưa bị táo vặn. Móc khóa sáng, tem nguyên. Đấy, rất là mới luôn các bác nhìn xem. Tiếp quay máy số nữa các bác nhá. Máy số rất đẹp nhá, rất sáng luôn nhá. Đấy, cái này nó sẽ co lên các bác nhìn xem này. Co lên rồi, đúng không ạ? Bắt đầu con quay gầm này. Gầm đây. Các bác nhìn xem nó gầm đẹp chưa? Đấy, gầm nó đây này các bác này. Đấy, ở dưới thì các bác thấy là có ống bô, bình xăng, rồi những cái đường điện, một số thứ đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ mở cho các bác mình xem khoang máy nhá. Cam kết là một chiếc xe không hề có lỗi gì. Sai bên em nhận xe hoàn lại tiền cho mình 100%, tặng thêm cho mình tiền chi phí đi lại các bác nhá, nếu mà xe lỗi. Vâng, và đây là cái phần cabo của chiếc xe, các bác nhìn thấy là keo chỉ của cabo nó vẫn còn nguyên. Nỉ cabo của xe là vẫn còn đẹp. Ở chỗ này có một cái vị trí để lấy gió này. Đấy, lấy gió này nó sẽ sạch hơn các bác nhá. Khoang máy đây, khoang máy của xe các bác nhìn xem là thiết kế đẹp chưa? Nó rất là gọn đúng không ạ? Rất gọn đẹp luôn các bác nhìn này. Máy zin nhá. Và bây giờ thì em sẽ mở cho bác xem. Đây máy 2.0 turbo các bác nhìn này.
Bây giờ thì em sẽ nâng cái phần lắp máy lên để cho các bác thấy được là cái động cơ này có phải là động cơ của hãng Mitsubishi không các bác nhá. Đây các bác nhìn cho em. Logo này có phải logo của Mitsubishi không ạ? Logo ba cánh này. Đấy, và chiếc vô đây. Máy đây, máy rất mới luôn các bác nhìn xem, máy rất mới. Đây là cái ống turbo của chiếc xe các bác nhá. Và đây là logo. Máy rất mới luôn. Từng những con ốc vít các bác nhìn xem rất sáng. Máy số không bàn không chê. Không có vấn đề gì cho toàn thể các bác chê cả các bác nhá. Máy số cực chất. Tất cả chức năng hoạt động bình thường. Mua về sử dụng đi và dùng luôn thôi, không cần phải làm gì nữa các bác nhá. Quay kỹ như vậy cho các bác xem đây ạ. Đấy, mới chi tiết cho các bác xem đây ạ. Các bác cùng đón xem nhá. Vâng. Đây là chiếc xe này em đã review quay cho toàn thể các bác mình xem xong, biết thông tin đầy đủ rồi. Các bác liên hệ trực tiếp cho bên em để chốt giá đẹp nhất cho chiếc xe này. Nếu mình đang quan tâm, mình đang có nhu cầu, mình đang tìm mua dòng xe này, hoặc là mình đang có cái tầm tiền như này đó nhá. Và đây là số điện thoại như địa chỉ của bên em này các bác này. Có thêm một số nữa là số 0335838389 các bác nhá. Đấy, và địa chỉ bên em là tại 90.2 Trường Chinh, đối diện với lại 225 Trường Chinh các bác nhá. Bên em có trả góp, chiếc xe này vẫn trả góp bình thường các bác nhá. Bác nào không đủ tiền, các bác chỉ cần có 100-200 triệu là các bác mình có đã có thể mình mua được chiếc xe này về dùng rồi. Các bác mình chỉ cần có 100-200 triệu đồng thôi là mình đã có thể mình mua ngay, lấy ngay chiếc xe này về dùng cho mình rồi các bác nhá. Anh ơi, vâng. Để có mấy anh khách đến xem xe này. Vâng. Anh xem xe gì ạ? Bên em có đổi xe, có thu mua lại tất cả các dòng xe ô tô cũ đã qua dùng với giá tiền hợp lý cho mình. Đấy, bên em đổi xe và có thu mua rồi đúng không ạ? Và bên em có ship và chuyển xe, giao xe tận nhà tận nơi, hỗ trợ sang tên đổi biển công chứng ủy quyền cho mình bất cứ đâu toàn quốc các bác nhá. Bác nào mà đang xem video này, mình muốn xem tham khảo thêm những mẫu xe khác nữa ở tại siêu thị ô tô Hải Dương ở bên em đây, thì các bác hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn theo dõi trang để xem thêm video mới của bên em các bác nhá. Rất nhiều xe, rất nhiều video đăng lên cho toàn thể các bác mình xem luôn. Ngày nào cũng vậy, vài video liền. Vâng, vài video liền cho mình xem các bác nhá. Dành tay cho em xin những cái lần like, những lần chia sẻ nữa. Xin cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều. Hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn theo dõi trang và nhấn thêm hình quả chuông bên cạnh để xem thêm video mới các bác nhá. Vâng, video này em quay xong rồi. Để chốt giá, để bớt giá, để sở hữu chiếc xe này, hãy liên hệ trực tiếp, đừng ngại ngùng gì một vài phút điện thoại các bác nhá. Vâng, xin cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và ủng hộ video. Em chào tạm biệt các bác ạ. Hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.